nhưng mà cái tại cái thể trạng của quan chưa có được ổn định, nên do đó mình phải dời theo cái mỗi tiết. Mình phải theo, khi nào mà quan khỏe hẳn lại thì lúc đó mà người ta thấy an toàn thì người ta mới mổ. Nên do đó, đó đối với Khanh, cá nhân của Khanh đó là một cái tốt các bạn. Mình vô được trong nhà thương để người ta theo dõi mình từ đầu cho tới cuối trước khi mổ. Cái đó là cái an toàn. Mà tại vì nếu không là rất là biết đâu biết chuyện gì xảy ra trong lúc mổ. Tại vì mình có những cái bệnh, mình cái thể trạng của mình nó không có được khỏe đó các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đây là một rổ táo tàu. Đây là một trái sầu riêng. Thiện đã đem tới cho em. Và cái này là đi hái chỗ nhà chị Hồng, fan của em. Mới vừa ăn một trái các bạn, ngọt kinh khủng luôn. Ngọt chứ. Rất là ngon. À muối xin rồi, à muối nói à muối xin cho muối táo tàu. Với ngày hôm qua đem mấy cái ổi về ăn hết mấy một vài trái rồi, còn bao nhiêu đây rồi? Còn có hai trái rồi, trái bự trái nhỏ. Trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, cái trái sầu riêng này là thơ vô tình hay là cố tình muốn giết chị đây? Em đâu có cho chị ăn đâu mà giết với lại ơi, giết cái gì, vô tình với cố tình cái gì. Trời ơi, em biết đường tôi đang có tiểu quên tôi đang có triệu chứng đường cao mà cho tôi những cái thứ này trên mặt toàn là những thứ mà gọi là không, độc cái này không? Được nè, cho chị ăn táo tàu á, chị muốn cái này nè các bạn. Thôi cái này hết sảy luôn chị, coi như là xin lỗi đi, cho xin lỗi chị Khanh đó. Ôi Linh, ơi Linh, may là nghề của Linh á, bây giờ mình Linh biểu diễn cho các bạn xem đi, chứ bữa tôi làm thấy không xong rồi, phải không? Xong rồi. Mình nói các bạn nghe, may á là tụi chị chơi thân với nhau, tụi chị rất là hiểu tánh nhau. Còn không á, chị nói bà Thơ có một muối sầu riêng thôi á mà cũng không cho chị làm sao hả? Có một muối sầu riêng, xin một muỗng sầu riêng là cũng cho. Ăn để làm gì? Mình mà chị có thích ăn không? Đương nhiên là thích rồi. Thích cho xong rồi cái về cái hối hận rồi. Về hối hận. Biết bao nhiêu lần chị ăn rồi chị về chị hối hận, chị nhớ không? Nhớ thiệt luôn đó các bạn. Mà phải nói là phải cảm ơn bà Tám nhiều lắm luôn. Bà Tám thì cương quyết hơn Linh. Linh thấy chị thèm quá là Linh cứ nói thôi mà cho chị Khanh ăn đi mà. Trong kia với bà Tám là nhất định không cho. Nhưng mà bà ác một cái, bà không cho mình ăn, bà để trước mặt mình các bạn. Cố tình như vậy để làm chi không? Chị cho chị khỏi thèm luôn. Trời ơi, coi như là coi chị, thử cái sự kiên nhẫn và cương quyết của chị như thế nào, phải đúng không? Đúng rồi. Mặc dù thèm đó nhưng mà nhìn riết nó cũng sẽ không ăn được thì nó sẽ nản chí và nó sẽ không thèm nữa. Một cái thứ hai nữa đó, nhiều khi á các bạn thèm thì thèm thật, nhưng mà nói thật với các bạn, khi mà mình có một cái bệnh, mình có cái vấn đề rồi đó, mình cũng cố gắng. Tại vì khi mà mình ăn vô Khanh á, thiệt có những lúc á mình thèm quá, mình ăn chỉ cần 2 tiếng đồng hồ sau đó thôi Khanh hối hận vô cùng. Hối hận vô cùng là tại vì mình giống như là mình bị hành hạ thân xác của mình, dục vọng ham ăn không có được, cái sự ham ăn của mình thôi mà nó ra như vậy, cái sự ham muốn mà. Nhưng mà Thơ, nếu mà Thơ dễ thương hơn nữa thì Thơ với Linh đừng có bao giờ để những cái này, tại sao những lúc mà những ngày không có chị á thì không chịu khui ra ăn hay là không chịu có một đi. Lần không có chị em khui một lần rồi thì tại sao bữa nay biết có chị giấu đi, tại vì nó chín rồi mà tự nhiên chị tới nhầm lúc em tính khui, chị ráng chịu. Các bạn ơi, hôm bữa cũng khui trái các bạn nhớ không? Đâu có chị Khanh đâu, trốn chị Khanh khui chứ bộ. Nhưng mà có để dành cho chị 2 muối đó, xong chị ăn về chị hối hận. Bây giờ đâu, giờ cho chị tới đây ngồi luôn, khỏi có hối hận, khỏi có ăn. Không thì cho chút xíu à, ăn đỡ ghiền chút xíu. Thôi ăn chút xíu ăn chi, ăn còn giận thêm nữa. Chẳng nào mình không thèm, ta khinh, không cần. Chị đừng có khinh, chị đừng có khinh ai hết á. Khinh cái sầu riêng. Ở đời đừng có khinh ai hết á. Lần sao bà nội? Khinh là không có tốt phải không? Thành ta cứ ăn đi. Trời ơi, chưa? Tại nghe bà Thơ nói là ta khinh. Không sao? Được khinh. Mình phải khinh tại mình bị bệnh mà. Đâu phải mình bình thường đâu, như tôi đâu có khinh. Đúng không? Mày đúng không? Tôi ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng thấy sao hết đó. Tôi không có thèm, không có khác cái gì hết á. Không có thèm. Có ăn có thôi à. Trồng nguyên một trái sầu riêng được bao nhiêu đem muối nè các bạn? 7 muối. Thèm thì có thể mình cũng thèm nhưng mà ngon mình ăn quá. Cũng được, không ăn cũng chẳng sao. Ngon quá. Riêng thơm thì còn nhớ luôn. nhớ cái vụ mà cái vụ cái bánh trung thu á, mà bữa em quay cái clip ăn bánh trung thu mà cho ông Quang ăn có chút xíu á, thì là người ta dặn là bữa ăn cơm xong là nhiều đường rồi, ổng bị tiểu đường mà. Thì làm cái bữa ăn đó xong là đường đã nhiều rồi, thì nếu muốn ăn thêm á
là phải cách ra. Còn này ổng thèm bánh trung thu á thì phải cho ổng ăn một chút xíu thôi. Cho nó đỡ thèm thôi. Rồi xong rồi nghỉ rồi chiều chiều rồi nó hạ hạ xuống ăn tiếp. Có mất mát đi đâu. Xong rồi có một cái anh kia, không biết anh quên ai rồi, cũng nhớ cái nick, comment là bà Tám có biết là cái sướng nhất trên đời là được ăn không, mà ý là nói là tại sao mà ổng cho ổng ăn á, như là ăn là ăn được thì cứ ăn đi, ăn được thì cứ ăn đi, ai không biết đúng rồi, ai là không biết ăn được cứ ăn đi, nhưng ăn mà bây khổ. Giờ ăn rồi sao khổ, đang nằm trong bệnh viện kìa, khổ vợ khổ con và khổ bản thân. Đang nằm bệnh viện kìa, rồi lúc đó ai lo? Cái anh đó anh có đi vô lo cho ổng không? Hay là tôi phải lo? Nói phải nhìn trước nhìn sau, phải xem xét coi nói ra có đúng hay không. Chứ tưởng nói gì nói, thấy vậy là thấy là nói. Thấy vậy nhiều lúc không phải như vậy đâu. Cho nên đừng vội vàng mà quyết định là như đúng rồi vậy đó. Đừng có phê bình một cái câu chuyện mà nhiều khi mình không có tám mắt khi nào nói lắm. Tám mắt khi nào nói, nhưng mà tại sẵn ở đây nè, thì mình nói sẵn thì tự nhiên mình nhớ ra mình nói thôi. Nhưng mà mình cũng thấy là người ta nói thì cũng không phải sai. Ăn sướng nhất chắc chắn thôi. Bốn cái sướng trong cuộc đời là ai cũng biết đó, bốn cái sướng đó. Ăn nè, ngủ nè, gì đó, hai cái kia tôi cũng để ý. Tôi nhớ ăn ngủ, trong đó có cái anh nói có cái đó, cái ăn cái ăn. Thì ai là không biết, tụi như lúc em cũng thèm này thèm kia, cũng ra cũng rồi. Ăn vậy thì mình sợ mập. Tám thì không có bị, Tám là vừa rồi thử máu là coi như tốt hết, không có cái gì phải lo lắng. Bác sĩ có gọi em rồi, nói kết quả thử máu của em là không có gì lo lắng hết trơn á, tất cả đều tốt, tất cả đều tốt, cho nên là Tám ăn gì cũng được hết á. Nhưng mà ngặt cái là mình sợ mập. Ví dụ như mình không sợ mập thì nói ơi ăn cho nó sướng cái miệng đi, kệ mập thì tính sao, đúng không? Y như bà Linh nè, hồi đó bà cũng vậy đó, bà thèm ăn lắm, cái gì bà cũng thèm ăn hết. Mà hồi đó bà Linh bà đâu có bự như bây giờ đâu, không thiệt, nói là nói thẳng luôn chứ không có, tại vì thân quá mà. Mấy bữa năm trước bà cũng tròn tròn về Việt Nam, Linh ốm cái bà lên một lần, bà lên nhiều nhất là lúc bà về Việt Nam, tại vì Việt Nam quá nhiều đồ ăn ngon mà bà cái gì bà cũng thèm. Bà thèm bà ăn coi như là vô tội vạ luôn, bà đâu có, tại vì bà đâu có sợ đâu. Bà đâu có sợ, đúng không? Bà đâu có sợ mập, đúng không? Bà không có sợ. Ví dụ mình á thì mình sợ, tại nhiều lúc mình đi hát rồi mình lên clip cho người ta dòm mình, người ta coi mình, với lại mình là mang tiếng là ca sĩ. Rồi nó chù con nhỏ ca sĩ gì đâu mà bụng dưới bụng chà ba, đúng không? Các bạn thử coi Tám nói có đúng không? Bây giờ bây giờ Tám nè, Tám mập đi, bụng bự nè, cái Tám mặc đồ, Tám lên sân khấu, Tám hát. Các bạn có ai nói dám nói trong đầu là không nói Tám mập bụng bự không? Có không? Nói Tám nghe coi, trời ơi, dĩ nhiên rồi. Trời ơi, sao bữa nay nó mập bụng bự dưới, đúng không? Thì sao? Lúc đó trời ơi, lúc đó mình cũng đâu muốn. Nhưng mà tự nhiên mình ham ăn quá, thì mình ham ăn mình phải mập thôi. Cái điều đó là tất nhiên rồi. Không có ai mà ăn cố vô mà ốm hoài đâu. Hôm nay không mập, vài bữa nó cũng mập, năm nay cũng mập, năm sau nó mập, nó tích tụ lại, nó sẽ mập. Chứ đừng nói ăn hoài không mập, không có đâu. Tám đâu có bao giờ mà hay đến mức độ mà thấy ăn hoài mà sao Tám mập. Trời ơi, nó bụng nó bự lên bây giờ đó. Hay bức xúc không sao? Hay bức xúc đang nói dữ quá trời. Không phải mà. Rồi. Cho chị Khanh. Cho chị Khanh ngồi nhìn cái dĩa này đó. Mà các bạn không ăn. Mà phải công nhận là bữa nay là Tám bức xúc thiệt đó nha, nhưng mà mình phải công nhận là Tám nói rất là đúng. Lên đừng có kêu gợi nữa. Cái muối nhỏ này là của chị Khang. Muối nhỏ của chị mà phải công nhận là Tám nói rất là đúng. Nói xong nóng quạt là tại vì sao? Là tại sao các bạn biết không? Thành ra mỗi cái mình, nếu mà mình có bệnh á thì mình phải cố gắng mình giữ gìn. Với lại thật sự nha, Khanh có một cái này Khanh muốn tâm sự. Ngày xưa Khanh không có bị một cái gì hết các bạn, hoàn toàn sức khỏe rất là tốt như Tám bây giờ. Thì mình cứ mình cứ không có để ý, ăn vô tội giả ý y á. Mình ý y, mình không có để ý các bạn, cho đến lúc mà mình có cái tuổi thì
Canh quan canh hỏi bác sĩ là sao từ nhỏ tới lớn tôi không bị gì hết, tại sao tới lúc tới tuổi này tôi lại bị nào là nó warning mình là các mỡ chị bắt đầu cao và đường mình bắt đầu cao, tại sao những cái chuyện đó nó xảy ra mà trong khi từ đó bao nhiêu chục năm nay mình không có bị mà mình cũng không phải là thuộc loại là mập. Thì họ mới nói rằng là cái đến một cái tuổi nào đó giống như là khi mà tuổi mình còn trẻ đó thì cái gì cái sức mình nó còn mạnh, cái đề kháng qua mạnh, được nó bây giờ nó burn cái cơ thể mình, nó burn được những cái chất béo hay chất đường trong người mình nó dễ. Trong khi mình bắt đầu mình có tuổi thì giống như một chiếc xe mà bắt đầu nó cũ rồi đó các bạn, thì bắt đầu mình có tuổi thì nó mòn nó bắt đầu những cái chất mà mình nạp vô á, hoặc nó cái cơ thể mình nó không có đủ để mà nó đề kháng mạnh, để mà nó burn những cái chất đó. Ví dụ như mình có mỡ nhiều đi thì lúc trước cái cơ thể mình nó khỏe hoặc mình còn trẻ, mình thể dục hoặc là mình nó bên lẹ lắm, như các bạn nhìn thấy mấy đứa trẻ không, nó ăn rất là nhiều nhưng nó cái shape của nó vẫn ốm. Cái ốm ở đây không phải là mình nói về vấn đề mập hay là ốm đẹp hay là xấu, nhưng mà mình nói cái vấn đề rằng là cái cơ thể của họ nó burn những cái chất đó rất là dễ. Do đó Khanh đã hỏi bác sĩ thì bác sĩ giải thích và mình thấy rất là có lý, mình thấy rất là có lý. Nên do đó là cái thứ hai, khi mà một ở một cái tuổi có thể là từ 5 năm nay Khanh cơ thể mình nó bắt đầu nó không có còn giống như ngày xưa nữa, nên là mình cứ nạp vô mặc dù là mình bị rớt cái điện thoại, nói quá rớt cái điện thoại luôn okay. Suku luôn, hết hồn luôn. Nói tóm lại, 1, 2, 3 tiếp tục. Nói tóm lại là cứ như tùy cái cơ thể của mỗi người nha các bạn. Nhiều khi bởi vì người ta nói ở bên xứ Mỹ này cũng hay ghê không thơ, mỗi một năm mình phải đi khám sức khỏe một lần. Mỗi một năm các bạn phải siêng năng đi khám sức khỏe tổng quát, đi khám tổng quát rồi để bác sĩ như thế nào, nếu mà mình có một cái gì đó họ phát giác kịp thời thì mình lại nhẹ nhàng. Ví dụ như mình phải kiêng 100% đi thì lúc đó mình có thể mình kịp thời mình bớt, mình giảm lại trước khi mình phải uống thuốc. Thì đối với cá nhân của Khanh nó là như vậy. Có người giơ tay lên và phát biểu ý kiến. Nói tiếp. Giơ tay thì tôi cho bà nói. Ở đó mỗi lần mà muốn nói về giơ tay lên thì mình vậy nha. Mình đợi chờ là hạnh phúc. À, bà muốn ăn sầu riêng. Bà lấy cái muỗng và lấy cái đũa mà ăn đi. Giơ tay lên đợi chờ. Tôi với chị Khanh ăn thì cứ việc, ông tôi với chị Khanh nói thì cứ việc nói, bà ăn mà cứ việc ăn. Cứ nhìn thôi. Nhưng mà sẵn đây thì thôi cho Khanh được nói một chút xíu cái này nha bà Tám. Mình cũng nói một chút xíu về cái vấn đề mà bữa hổm mình có làm cái clip mà để cho kêu là cái gì detox đó là detox là thanh lọc cơ thể. Thì ở đây mình chỉ nói một câu rất là ngắn gọn thôi các bạn. Các bạn phải nghe cái cơ thể của mình. Khanh ví dụ như là cái celery á, cái celery là cái cần mỹ á, thì có nhiều người nói là cái cần mỹ nó hạ huyết áp. Ok, thì ví dụ như các bạn làm 5 cộng đi thì có thể mình bớt lại mình làm 2 cộng, hoặc là nếu 2 cộng celery thôi, hoặc là ví dụ như những người ta nói là cam nhiều quá có thể làm tôi bị sót bao tử thì các bạn sẽ bớt lại. Cái cách của Khanh làm á là Khanh quân kêu không? Mình quân bình lại, mình balance hết. Ok, thí dụ như mình cân bằng, thí dụ như mình bỏ 5 trái cam thì mình bỏ 2 cộng celery thôi, hoặc rồi mình bỏ 6 trái apple, nghĩa là mình phải mix cái này cái kia lại. Và mình nhớ trong đó nó cũng có carrot, nó cũng có carrot, nó cũng có rau, nó cũng có broccoli, nên là ăn thua là cái cơ thể của mình. Khanh nói ra đây là lý do như thế nào để các bạn đừng có nghĩ rằng là cái công thức này nó đúng hay là nó sai. Thật sự ra cái foundation đó nó là như vậy, nhưng mà tùy ở cơ thể của mỗi người và các bạn muốn làm sao mà cảm thấy cho nó hợp với cơ thể mình thì làm ha các bạn ha. Cũng như là bé két thì nó là có thể là cái chất vitamin C là trong nước trong cam hoặc trong chanh nhiều quá thì tất nhiên mình bớt lại. Nhưng từ lúc Khanh làm cái công thức đó cho đến ngày hôm nay, bé két rất là ok và bé két không có bị đau bao tử, đúng không thơ? Tại vì khi mà mình làm á mình cũng có để ý, nghĩa là mình kêu dùng chữ gì, quân bằng à, cân bằng ok, cân bằng quân đội, mình cân bằng nó ra rất là đàng hoàng nha các bạn. Thì ok bố, tại mấy ngày nay á mình đầu óc mình bị phân tâm rất là nhiều chuyện lo cho Quang này kia, nên nhiều khi mình nói chuyện lộng cộng hay là bà Tám đi, cái lộng cộng nó kêu mình không biết mình nói cái gì luôn. Ông Quang đi vô bệnh viện là nhờ chỉ không á, chị nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh không, chị nói cái gì cũng là coi như là chỉ là một người coi như là giống như là vợ của anh, không có lộn, thế gia vợ của ông Quang vậy đó, là cái gì cũng phải qua chị Khanh.
là chị Khanh nói chuyện, chị Khanh đồng ý hoặc là chị Khanh ý kiến, ý cò gì đó là chị Khanh hết. À, lý do tại sao là tại công vì công lao của chị Khanh rất lớn, lý do cũng rất là đơn giản. Thứ nhất là tại vì Khanh cũng ở đây lâu, Khanh cũng hiểu về cái vấn đề cái y tế của bên này nó như thế nào. Cái thứ hai là cái vấn đề sinh ngữ, nên do đó là mỗi lần mà cái gì buổi sáng, nghĩa là coi như bác sĩ lúc nào cũng liên lạc với Khanh, rồi Khanh mới liên lạc lại với lại bà Tám để giải thích. Và cái thứ hai nữa là thì có thể là cái cách giải thích của Khanh á, nó dễ cho Quang hiểu để mà Quang chấp nhận. Tại vì các bạn nên nhớ mình ở trong đó không gặp được gia đình cũng gần tuần ra hả, nên nó rất là bực bội, rất là khó chịu các bạn. Và ở trong nhà thương thì đương nhiên đâu có ai thích ở đâu đó. Nhưng mà bởi vì mình có vấn đề thì mình phải ở để cho khi mà an toàn thì mới được mổ. Nên là thôi không có gì đâu, chỉ là một người bạn, coi như là có duyên, chắc là bao nhiêu kiếp trước là có nợ với bà Tám đó, thì... rồi có người giơ tay lên, giơ tay nữa rồi nói đi. Em đang ngồi nhà. Trời ơi. Vẫn ngồi á, nãy giờ vẫn ngồi, phải dòm cái dĩa. Mời các bạn. Bà dĩa. Dòm cái dĩa sầu riêng không rời con mắt. Đúng rồi, đúng rồi. Làm quá. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy bà mà. Nhưng mà Thơ phải nói không, thiệt sự mà nói đó, tụi mình mà không có duyên, thứ nhất có cái duyên và thứ hai tụi mình cũng phải có cái duyên lành đó, cái nghiệp tốt, nghiệp lành đó thì nó mới được, nó mới tọt tụ và nó mới bền. Gắn kết với nhau. Gắn kết. Còn không thì chắc là có những người cũng có cái duyên gặp nhau, nhưng mà cái duyên đó là trái duyên, nghịch duyên, mà Khanh hay dùng cái chữ là nghịch duyên, nghĩa là khi mình gặp nhau là lúc nào cũng có chiến tranh, nghĩa là coi như là mình cái đó là cũng nợ nhau kiếp trước nhau nhưng mà thù. Nợ thù đó. Còn cái nợ ân tình thì nó cho nên nó trả cái nợ nào nó trả theo cái nấy. Với lại gì nè, có những cái clip mà Tám đã quay trước khi anh Quang ảnh vô bệnh viện, cho nên các bạn đừng có coi mà nói trời ơi, ông chồng nó ở trong bệnh viện mà nó ở đây nó ngồi nó giỡn, nó cười, nó không có gì mà lo lắng buồn phiền. Sẵn đây nói luôn, Tám mà các bạn cũng biết là Tám có buồn có gì cũng ai biết hết á, vẫn lạc quan, vẫn vui cười. Không biết có những cái clip mà Tám giống như vậy nào, Tám hay khóc thầm không đó. Chết cha, Rizzi bả nhắn nè, khoan nói lẹ đi để đi. Coi như là có những cái clip giống như cái clip livestream hồi hôm bữa lâu rồi, cách đây một tuần, bữa nay mới post. Mà lúc bây giờ là anh Quang đang ở trong bệnh viện thì bây giờ mới post, là lúc đó trước nha. Rồi còn những cái clip mà mình đi ăn đồ Thái nè, cái clip mình những cái clip mà bắt đầu Tám sẽ post sau những ngày sau đây là những cái clip đó lập đã quay trước nha các bạn. Rồi có những cái clip giống như đi Big Bear cả tuần, hơn 2 tuần em mới post á, tại em phải edit với lại phải post, như là có thể muốn post theo thứ tự lắm nhưng mà không kịp. Một ngày post được có 2 cái à, mà trong khi một ngày quay 4-5 cái thì mình phải post theo thứ tự, mà có những cái không thể post theo thứ tự được, ví dụ những cái là khẩn cấp muốn thông báo liền thì phải post trước liền. Cho nên nhiều lúc các bạn coi nó hơi lộn xộn thì các bạn cũng phải hiểu cho cái kênh của Tám là như vậy. Có khi ốt theo thứ tự nhưng mà có khi nó không có theo thứ tự, cái nhiều cái nó mâu thuẫn nhau thì các bạn coi thì có, nếu mà các bạn có cảm thấy ủa có kỳ ngồi vậy là các bạn biết nha, tại Tám sẽ đã giải thích cho các bạn nghe rồi. Nếu mà người nào mà thường xuyên theo dõi của em á, còn lâu lâu chọt vô lần coi hoặc là vãng lai like, nhảy vô coi thì coi hỏi rồi. Nói không không có nói được những người đó, nhưng mà những người theo dõi thường xuyên thì đó. Ok rồi, còn gì nữa không Di Khanh? Thôi bây giờ thì chắc mình cũng phải đi. Suy Di đang đợi ha. Thì thôi thì có gì thì mình sẽ báo cáo sau nha các bạn. Có thì gì bây sẽ giờ cập nhật sẽ thông tin thì cái thông tin mới nhất thì ngày hôm qua Tám đã nói với lại các bạn là ở trên cái livestream với Lâm Thúy Vân với lại Suy Di, là cái thông tin mới nhất của ông Quang. Nhưng mà tại vì cái livestream đó nói tùm lum chuyện quá, không có tập trung vô cái một cái chính của ông Quang. Nhưng mà trong đó cũng có nói là tại vì lúc đó đang tưởng là hôm nay là ông Quang mổ, nhưng mà cái tại vì cái thể trạng của Quang chưa có được ổn định, nên do đó mình phải dời theo cái mổ tiếp. Mình phải theo, khi nào mà Quang khỏe hẳn lại thì lúc đó mà người ta thấy an toàn thì người ta mới mổ. Nên do đó đối với Khanh, cá nhân của Khanh đó là một cái tốt các bạn. Mình vô được trong nhà thương để người ta theo dõi mình từ đầu cho tới cuối trước khi mổ, cái đó là cái an toàn. Mà tại vì nếu không là rất là biết chuyện gì xảy ra trong lúc mổ. Tại vì mình có những cái bệnh, mình cái thể trạng của mình nó không có được
được khỏe đó các bạn. Thì thôi thôi, nói tóm lại thì nếu mà có tin tức gì thì Khanh sẽ cho các bạn biết nha. Và nơi đây thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều để đại diện cho bà Tám Canh Thơ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đã có rất là nhiều những người đã text vô hoặc là phone cho Tám để mà cầu nguyện cho nhạc sĩ Lê Quang. Thì Khanh cũng như là Canh Thơ, Linh cũng không phải là người, cũng không phải là xa lạ gì, thì cũng lúc nào cũng sẽ sát cánh bên bà Tám, cũng như lúc nào cũng sẽ cầu nguyện cho Lê Quang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái kênh này. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào lúc sau. Bye bye. Linh. Và các bạn nhớ đăng ký kênh bà Tám Canh Thơ nha. Quýnh bà một cái.